Nếu như lúc đó em không đi lầm tới bệnh viện, mà cho dù có đi lầm nhưng không bị đau bụng thì cũng không gặp được ái dân. Em không biết là cổ yêu em luôn á. Rồi bây giờ cổ làm sao rồi? Ăn cơm đi đâu vậy? Có hẹn ăn trưa với gì rồi. Em đi gặp khách hàng, 2 tiếng sau quay lại nha. Giữa trưa nắng mà em đi đâu vậy? Ái Vân. Anh đi vậy? Vợ anh tới. Vợ anh hả? Đâu? Sau lưng em đó. Anh sao vậy? Sao? Hả? Alo. Đây tôi tới ngay cổng bệnh viện rồi nè. Trời ơi, không chịu nói rõ, giờ tao tới ngay. Bây giờ là tới ngay sát cái tòa nhà, sát cổng bệnh viện đúng không? Rồi, khi nào tôi tới tôi gọi ông liền nha. Anh Hạnh. Ái Vân. Trời ơi. Em khỏe không? Dạ. Nếu như lúc đó em không đi lầm tới bệnh viện, mà cho dù có đi lầm nhưng không bị đau bụng thì cũng không gặp được ái dân. Đúng là mối lương duyên trời định, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Rồi sao nữa? Sau đó... Em cảm ơn anh. Cũng 10 năm rồi anh hả? Là lần cuối cùng mà anh với em gặp nhau là như lúc đó là anh sắp đi nghĩa vụ quân sự. 20 năm rồi chứ 10 năm gì, lâu lắm rồi, không nhớ. Mà giờ thấy em cũng vậy à ha? Thì anh cũng vậy mà, phải không? Ủa, mà em bị gì mà em vô trong này? Bác sĩ nói là cái đầu em có cái gì? Cái đầu em có cái gì trong đó hả? Em đừng có nói ra em bị u não nha. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Đừng có nói cái chuyện đó nữa. Bây giờ nói chuyện hồi xưa của hai đứa mình nha. Chuyện hồi xưa là chuyện gì? Thì chắc là anh không biết á, là hồi xưa em yêu anh đơn phương đúng không? Em viết cho anh nhiều thư lắm. Em viết xong hết rồi mà em không có dám gửi. Em không biết là cổ yêu em luôn á. Rồi bây giờ cổ làm sao rồi? Khi mà em biết được những bức thư tình ngày xưa cổ không dám gửi cho em á, tim em như xé lại. Em ước là... nhiều khi em ước tim em nhỏ lại để cổ xé cho mau hết. Nhưng mà anh nghĩ về những bức thư mà mối tình đầu của cô gái này đó. Dạ. Thư là một cốt truyện hay lắm. Nếu mà viết thành phim chắc rất hấp dẫn lắm em. Thì đó, một câu chuyện tình chỉ có trong phim. Vậy mà tại sao lại đến với em ta? Nè, anh nói em đừng giận nghe. Anh nhìn cái mặt của em á, không hợp với cái vai diễn viên chính của bộ phim đó đâu. Cái anh này, người ta đang đau khổ mà anh sát muối vào tim em. Ba, mẹ, xuống ăn cơm đi, con dọn cơm xong rồi. Con. Ủa anh. Hả? Ăn cơm đi đâu vậy? Có hẹn ăn trưa với gì rồi? Ăn với ai? Thì tôi tát đồ đó. Vậy nha, đi nha, con đi ba, thưa ba mẹ. Không ạ. Xuống ăn cơm không anh? Dạ, xuống ăn cơm. Đây à, hồ sơ. Em đi gặp khách hàng, 2 tiếng sau quay lại nha. Giữa trưa nắng mà em đi đâu vậy? Ai Vân. Như một bộ phim này nè, em đi hẹn tư vấn khách hàng thì em gặp Ai Vân đó. Alo.
tôi biết rồi. Sai sai một lần nữa đi, anh sai hoài dữ vậy. Anh ơi. Ờ vậy nha, vậy nha. Ủa Vân, ủa hôm nay xuất viện. Dạ. Hay là bác sĩ trả về vậy? Anh nói vậy không à. Em hết bệnh rồi. Hết bệnh hả? Ừ. Ủa sao anh nghe nói là cái bệnh của em mà chỉ có 1% mà có thể chữa khỏi mà. Thì xác suất 1% nó rơi vào em đó. Hay quá. Sao cổ may mắn quá vậy? Thì đó, phép màu đến với cổ. Cổ là 1% của phép màu đó anh nè. À. Rồi bây giờ em đi tới thăm cổ đó anh. Như một bộ phim. Như một bộ phim luôn anh. Em phải tới thăm cổ thôi. Vậy nha anh. À, nhà em mà có gọi điện tới hỏi, anh nhớ nói là em đi tư vấn khách hàng nha anh. Anh nhớ nói với mẹ em nha. Tư vấn khách hàng nha. Phim thì đúng là phim, nhưng mà không phải là phim lãng mạn đâu, mà là phim hài đó. Anh ăn nhiều vô. Cái này nữa nè. À, thôi thôi được rồi, em cứ ăn đi để anh tự nhiên không sao đâu. Trời, tôi gấp cho anh quá trời, không gấp cho em ăn đi. Em biết á, là sức khỏe của anh á, nó đâu được bình thường đâu, đúng không? Trời, cái sức ăn của anh á. Vợ anh tới. Vợ anh hả? Đâu? Sau lưng em đó. Cái người mặc áo xanh đó. À, cái chị mặc áo xanh á, mà mặc như con quỷ á hả? Trời ơi, tại sao xuất hiện trong hoàn cảnh này vậy trời? Nhưng mà nếu bị phát hiện á thì phải làm sao anh? Em nghĩ đi, nếu như bị phát hiện liệu gia đình anh còn hạnh phúc không em? Vậy bây giờ mình lén đi nha. Ờ, giúp anh cái, giúp anh cái. Ok, em giúp anh. Sao tự nhiên lấy khăn màng ở nhà hàng vậy? Giỡn, xin lỗi nha. Đây. Thoát rồi. Anh thấy em giỏi không? Giỏi quá. Anh với em giống như là phim hài lãng mạn vậy ha. Thôi, đi. Em vô đi. Anh đến nhà em rồi thì vô nhà uống cho em một ly rồi về ha. Thôi để lần khác. Lần khác anh tới anh uống. Vậy nha. Anh vô một tí thôi mà. Nha. Tự nhiên nha. À, em vô trong đợi em tí ha. À, cứ vô trong đi anh ngồi tự nhiên mà anh tự nhiên lắm.
Anh nói với em á là anh uống với em một ly rồi anh mới về mà. Có sự hiểu. Có sự hiểu lầm. Anh có gia đình rồi đó. Anh có gia đình. Có hai con. Cha mẹ thì cũng lớn tuổi lắm rồi. Em ơi. Bộ em á, không có bằng của quỷ sứ đó hả? Em có gì thua nữa chứ hả? Anh đi, anh đâu? Phải đi á. Anh đi đâu? Anh ở lại với em đi. Ở chút xíu ha. Anh đi toilet. Anh đè xuống hơi ra. Anh đi toilet nha. Chết rồi, còn Thắng ơi. Cổ đòi ăn em. Thôi là chúng tao gặp nhau á, là phim ăn mẹ. Tiếp đến là phim 2. Rồi bây giờ lại phim cấp 3. Trời ơi, giờ này còn giỡn cái gì nữa anh. Bây giờ em phải làm sao đây anh? Anh ơi, sao lâu quá vậy? Anh ra liền, ra liền. Ra liền nha. Cúp máy, cúp máy, cúp máy. Rồi, nói phim cấp 3 là bây giờ nó phim kinh dị hết trời. Nó là kinh dị, mà kinh dị loại nặng á. Bỏ đi đâu vậy? Khóa cửa luôn. Hôm nay á, anh phải là của em ha. Có biết á là em chờ ngày này hơn 20 năm rồi. Ôi lâu quá mà em không quên hả? Vậy nên á, hôm nay em phải lấy một thứ cho người anh. Dạ, anh không có gì cho em lấy đâu. Hay là tóc đi. Tóc ơi. Vậy thì... Hèn gì. Anh biết là tâm thần liền. Bởi vì em kể em nói về cô gái mà có khối u trong não mà chữa hết. Anh thấy nó kỳ kỳ sao á. Thì hết thì hết bệnh đó. Nhưng mà chắc là cũng bị ảnh hưởng nặng nề quá. Trời ơi, giờ nhắc tới mà em còn thấy sợ nữa. Mà cái tay với cái cổ em sao vậy? Ghê quá vậy? Thì đó, nó là kinh dị mà pha hành động. Trời đất ơi. À!